toàn bộ lương mới của 9 đối tượng từ ngày 1 tháng 7 sẽ quy định quỹ tiền thưởng bao nhiêu. Một trong những điểm nổi bật của Nghị quyết 27 nửa quy tư năm 2018 là lương của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang khu vực công sẽ được thiết kế gồm lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, bổ sung tiền thưởng, quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ lương của năm không bao gồm phụ cấp. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, qua đó sẽ xây dựng bảng lương mới theo nghị quyết 27 đối với 9 đối tượng sau: cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo, sĩ quan công an, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an, chuyên môn kỹ thuật công an, sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân công an. Như vậy năm bảng lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 của 9 đối tượng sẽ bổ sung tiền thưởng. Quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm không bao gồm phụ cấp nếu có.